Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tối ngày 23 tháng 5, theo nguồn tin của phóng viên Báo Giao thông, trên địa bàn xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ cướp. Nghi phạm cầm vật hung khí, đe dọa, uy hiếp nhân viên cửa hàng điện thoại và khách hàng có mặt tại cửa hàng để cướp tài sản. Trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng điện thoại ở địa bàn huyện Diễn Châu, ghi lại một đối tượng cầm hung khí đe dọa người trong cửa hàng để cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang giả vờ vào xem điện thoại. Khi nhân viên đưa chiếc điện thoại đến thì đối tượng bất ngờ rút từ thắt lưng một vật giống súng đe dọa nhân viên. Khi thấy nữ nhân viên chưa đưa, tên cướp tiếp tục rút ra hung khí đe dọa, yêu cầu nhân viên đưa chiếc điện thoại. Thời điểm xảy ra sự việc, tại cửa hàng điện thoại còn có một nữ khách hàng. Sau khi uy hiếp, đe dọa và cướp được hai chiếc điện thoại, tên cướp tiếp tục ép nữ nhân viên mở túi lấy tài sản bên trong. Sau đó, tên cướp nhanh chóng cầm tài sản, ép nữ nhân viên và khách hàng đi vào căn phòng phía trong cửa hàng điện thoại, nhốt cả hai lại rồi tẩu thoát. Một người dân xã Diễn Thành sống gần hiện trường vụ cướp cho biết, vụ cướp xảy ra tại cửa hàng điện thoại NT ở xóm 8, xã Diễn Thành, phía bắc trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn. Hiện cơ quan công an đang truy bắt tên cướp. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, một nhà trọ cao 5 tầng ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà tại ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm tiếng nổ lớn. Một nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khói độc mù mịt bao quanh ngôi nhà và khu vực xung quanh. Ngôi nhà xảy ra cháy là ngôi nhà nhiều tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 có nhiều xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán dập lửa, đồng thời thông báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do ngôi nhà bị cháy nằm cách mặt đường Trung Kính khoảng hơn 100m, nên lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Sau đó, một số nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, một số người không qua khỏi được đưa ra ngoài. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực đường Trung Kính. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 4 giờ sáng, ngọn lửa được dập tắt. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, hiện nay đang họp bàn với các cơ quan liên quan, chính quyền phường đoàn thể sở tại để triển khai thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và các gia đình nạn nhân. Xác định danh tính, đồng thời kết hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa cho biết đã ghi nhận được một số trường hợp tử vong nhưng chưa thể thống kê được số lượng chính xác. Ngày 23 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ hai nghi can trong vụ phát hiện thi hài cô gái trong vali ở núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh xác minh một trường hợp cô gái trẻ bị mất tích. Qua điều tra, công an nghi vấn nạn nhân bị sát hại ở một khách sạn ở phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm trong vụ việc này là Võ Thành Long, 20 tuổi, ngụ tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ Long tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với chị T, 21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ. Ngày 18 tháng 5, Long cùng với bạn tên là Vũ Thành Huy, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, thuê một xe taxi để đón T đi chơi tại Vũng Tàu. Khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Long và T về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi. Khi phát hiện chị T có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long đã xuống tay với chị T để chiếm đoạt tài sản. Sau khi xuống tay với chị T, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn bạc phi tang nạn nhân rồi lấy tài sản. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, Long đi mua vali, sau đó cùng Huy đưa nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang. Cả hai thống nhất vứt vali chứa chị T tại núi Nhỏ, Vũng Tàu. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khám xét trên người của đối tượng Huy, cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của nạn nhân. Sáng 23 tháng 5, người dân đã phát hiện chiếc vali chứa nạn nhân T và báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Uông Bí vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
trước đó đêm 16 tháng 5, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra vũ trang đêm tại khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự và công an phường Quang Trung phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm nên đã yêu cầu dừng xe làm việc. Quá trình làm việc, hai người khai tên là Đoàn Thanh Lâm, sinh năm 2004, trú tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, và Bùi Thị Quyên, sinh năm 2005, trú tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí. Cả hai khai nhận đang trên đường đi tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn với mục đích để đánh nhau. Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị tạm giữ hình sự. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thành phố Uông Bí đã xác minh, tiến hành triệu tập các đối tượng và xác định nguyên nhân mâu thuẫn do chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Theo đó, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Doãn Tiến Bằng sinh năm 2004, trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí và Trần Bình Minh sinh năm 2001, trú tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã hẹn tối 16 tháng 5 gặp nhau tại khu vực Hai Thanh, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi giải quyết mâu thuẫn, Bằng rủ thêm 15 người đi trên 5 xe máy mang theo hung khí. Tại điểm hẹn, Bằng lao vào tấn công Minh. Thấy vậy, Minh đã bỏ chạy và gọi điện cho bạn. Sau đó, nhóm của Minh gồm 10 người đi 5 xe máy mang theo hung khí và vỏ chai bia cùng di chuyển vào khu vực Lượng Xanh để tìm nhóm Bằng. Hai nhóm trên liên tục lạng lách, đánh võng, đuổi nhau dọc tuyến đường, tấn công nhau như trong phim. Căn cứ kết quả điều tra đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Uông Bí đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 12 đối tượng, gồm Lê Tuấn Anh, sinh năm 1996, Doãn Tiến Bằng, Trần Bình Minh, Nguyễn Anh Quyết, Lê Xuân Nhất cùng sinh năm 2002, Đoàn Thanh Lâm, Trần Huy Hoàng, Phạm Minh Chí, Phạm Quốc Trung cùng sinh năm 2004, Nguyễn Hải Trường, Đinh Đức Mạnh cùng sinh năm 2006 và Phạm Mạnh Cường, sinh năm 2007 về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 23 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho hay, nhiều người dân địa phương đã nhìn thấy vòi rồng xuất hiện trên vùng biển và đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm dư luận. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5, vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hà Sa ở xã Vạn Hưng khi thủy triều đang rút. Theo các video đăng tải, gió xoáy từ vòi rồng làm rung lắc chìm một số tàu thuyền đánh cá của ngư dân, may mắn không có người bị thương. Theo người dân địa phương, lúc đó trời nổi mây đen rồi gió luôn kéo đến. Khi nhìn ra hướng biển, mọi người phát hiện có cột vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện. Vòi rồng xuất hiện cách bờ biển khoảng 500 mét, di chuyển nhanh khoảng 3-4 phút. Trên đường đi làm một số tàu thuyền bị lật úp, nước tràn vào buồng máy, hư hỏng nặng, một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa. Người dân còn cho biết, cách đây 2 năm cũng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển xã Vạn Hưng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Khánh Hòa nhiều ngày qua có mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích, đám mây nước dày, tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ dạng mây rồng, đặc biệt là mây rồng tích điện. Một đám mây rồng có thể kéo dài vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16 km, di chuyển hàng trăm km, sinh ra vô số vòi rồng khổng lồ.